daddy stuff, just like him. Oh. You live right far. Uh-huh. Mom, you live far, and I saw a clay brown cup, just like. À, bây giờ chị đi công viên chơi nè cô chú ơi. Mom, did you hear what I said? Rồi mẹ nghe, mẹ nghe con nói rồi. Trời ơi mẹ, mom, did you hear what I said? Mẹ, mẹ có nghe con nói gì không? Giờ giờ bà nói chuyện bà già. Bà già gì đâu đó. Bữa nay là cho đi công viên nha cô chú nha. Công viên này là công viên ở cách nhà cỡ khoảng 11 phút. Viên nhà viên mới nha. Cho em nó đi chơi. Oh, I know, let's go to other side. Oh, à, đi đường kia. Mẹ đâu biết đâu, con thấy mẹ thấy con đi đường nào, mẹ đi đường đó thôi. Trời ơi, bà đi đã, cái bà thấy nó bị bế tắc rồi, nó bà không? Cái gì vậy? Cái gì vậy? À, à phải 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 vịn tay vô đây, nó nói vậy đó. À, đúng rồi, bây giờ con giữ thăng bằng, đúng rồi, hay gì? Yeah, con có thể làm được. Nó thấy mẹ thấy chưa, con I can do it. Và con có thể làm được. Quá hay luôn, high five với mẹ một cái ơi. Cô chú thấy nãy em mặc đồ đẹp không? Đây cho cô chú coi này nè. Cô chú coi cái nút quần này nha, ba màu luôn. Đó, cái chỗ này nó rất là rộng nên là Ngọc nghĩ là Ngọc muốn cho nó đi cho nó chạy chờ mẹ với. Ừ. Vui không? Có thấy chỗ này rộng không? Đúng rồi, quá trời chỗ đi chơi luôn, thấy không? Chơi lên lên leo lên, leo lên cầu tuột. Không đâu, phải đi đường đó, đi đường kia kìa, đi đường kia kìa. Đi đường kia, đi đường kia. Mom, don't come in. Oh, mẹ đứng mẹ chờ con, ok ok. Rồi lên đây. Ok. Rồi mẹ đứng mẹ chờ chay nha. Chay leo lên đi. Rồi bây giờ chay trượt trượt xuống. Ngồi xuống, trượt xuống. Đúng rồi. Nó rờ có nóng không á? Trời ơi, cô giật đề trượt đời không? Nó rờ có nóng không nó mới trượt á. Hay hay dữ vậy tài. Okay. Mom, that is too big. Cây đi. Kỳ ghê á, đừng có nói vậy, kỳ ghê á. Đơn đơn đơn. No, I think the playground. Rồi, yeah, this is a big playground. Đúng rồi, playground này bự hả con ha. I'm talking about it. Hả? I'm not talking about the kids. À à, con nói về cái playground chứ không phải con nói thằng bé đó phải không? Mẹ hiểu lầm con rồi, mẹ xin lỗi con nha. Mẹ tưởng con hồi nãy con mẹ nãy con mẹ nãy mẹ nói nghe con nói rõ ràng, con nói là mà mẹ mẹ thằng bé đó bự quá. Đúng không? À con mới nói vậy hả? Con nói là cái công viên này quá bự phải không? Rồi ok. Sao bữa nay con lẻ sự quá, mẹ mệt con quá. Ngọc nghe nó nói rõ ràng, nó đi ngang qua thằng bé đó, nó nói mẹ mẹ em bé này bự quá. Bây giờ nó nói mẹ con đâu có nói em bé đâu, con nói hả? Mom, can you hold me up? Ok. Nó nói đâu có nói đâu, con đâu có nói em bé đâu đâu. Con nói hả? Mom, let me get me off. Vậy nè, cầm vô, cầm quá, cầm quá. Trời ơi, kỳ ghê. Không, cái tay con, cái tay kia. Ghê, ráng kéo qua đây. Kéo qua tay qua. Cái gì vậy? Kéo qua. I need your help. No, no, con không cần help của mẹ. Rồi, rồi. Don't let me hang far. Mom, don't let, that's not funny. Ok. Ủa con tự làm được chứ mắc mớ gì con nhờ mẹ. Rồi vô đây. Hả? À, không 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 rồi đi đi. Thôi thôi đi về thôi, mẹ đi về, con đi chơi mình con đi, mẹ đi về nha. Rồi say cheese. Ủa được rồi không? Được rồi không? Ôi đẹp ghê. Mom, look. Ừ sao ạ? Somebody draw there. À ai vẽ đây hả? Ừ đúng rồi, hay ghê. Trộ con đằng kìa, con được đời không? Rồi nhìn mẹ cười cái kìa nhìn. Chơi đâu? Chơi đâu? Nhưng mà con tự chơi nha. No. Sao vậy? I want you. Rồi tới đây. Rồi. Bé bồng. Ok. Rồi lấy cái tay qua, lấy cái tay qua. Lấy cái tay qua, lấy cái tay qua. Vậy con mới mạnh. Cố lên, cố lên. Nè, yeah, con win, win. Đó, wings. And then your hand, your hand. Yeah. Yes, you can. Kì ghê. Oh. Rồi đó, cái tay, cái tay. Cái tay wings mạnh quá. Thì chơi nào. À, bữa nay là mẹ rút kinh nghiệm thấy chưa? Đi chỗ này chơi là mẹ. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì dính cho mày rồi hả? Rồi. Thôi đi chỗ khác đi.
Nóng lắm á, chỗ đó nóng lắm á. Cái đó nóng lắm á. Yeah. Đi qua chỗ khác đi, leo lên cái hills kìa. Đi đi đi, there's something more. Thôi yeah. Lên đây. Chị đi, chạy lên cái đó, chạy lên cái dốc đó đi. Chạy lên cái dốc đó đi. Chạy lên 1, 2, 3, go. 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 Yeah. Yeah, you did it, JD. Ready, go, buddy. Giỏi, giờ đi xuống nha. Rồi bây giờ đi xuống nha. Wait, wait, wait for mommy. Okay, your turn. Okay. Wanna go give her a turn, buddy? Oh, can she borrow it? Of course. Thank you. Okay, you sit. JD, ngồi lên. Sit on this. Okay. Then, hold on to it. Rồi xuống, xuống. Kéo xuống, kéo xuống. Đúng rồi. Xuống. Đúng rồi, đúng rồi. À, trời ơi. Đi lên cái miếng nó ngồi mới trượt xuống được chị hai vậy chị hai. Trời ơi. Trượt xuống. I can't. Ê, tao kêu chừng té bật ngửa xuống kìa. Con phải vịn cái giấy đó. Con phải vịnh cái này nè, con vừa vịnh con vừa tuột xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi cái này. Rồi, hai cái tay cầm, đúng rồi, cái tay con cầm vậy đó, cái tay con cầm vậy đó, rồi con đi xuống. Đi xuống. Đó, thôi đi chơi chỗ khác đi. Nè, đi chơi đằng đây nè, chạy đi. Đi có cái tunnel đằng đây nè. Tunnel nè, đây nè. Cái đường hầm á. Wow. Ủa cái hầm đây có ai vô trong đó rồi, có ai trong đó rồi. Wow, this is a tunnel. Oh, another spider. Yeah. I want to hit on the back. Làm sao? Cái này là công viên để cho mấy đứa vô chơi thôi cô chú. Viên này nít chơi thôi đó. Miễn phí nha, không có tính tiền gì nha. Ai muốn chơi? You be a princess and I'll be the prince. Ồ, mẹ là công chúa hả? Yeah. Trời ơi, sướng ghê vậy. Cả no, cuộc đời. Don't stay there. Hả, là sao? Stay there, don't follow me. À, đứng đây hả? Ok, đứng đây. Rồi giờ con làm gì? Mày đứng đây làm gì? Nó chạy tuốt lên kia đó. Kêu đừng đi theo nó. Đi đâu quá? Trời ơi, đi bỏ mẹ có được đời không? Đẹp ghê cô chú. Công viên đẹp dễ sợ không? Cho con nít chơi thôi đó. Chạy đâu rồi chạy ơi? Rồi nó đi vô tòa lâu đài đó rồi đó. Ồ, đằng tòa lâu đài đó có nước phun xuống cho nó mát. À. Nhiều cái trò chơi. Chạy ơi, mẹ nè. Mẹ ở đây có đi lên chỗ đi lên nè. Ok, rồi xuống đây. Go down. It's too hot. Yeah, it's hot. Nóng quá. Cái này nóng hổi luôn á. Chạy đi. Xuống đây con. Nóng lắm á. Nó đụng vô nóng quá, nó không muốn xuống. Wow. Đi xuống đây con. Đi xuống đây con. Hả? Chỗ người ta đang đứng tự nhiên con đi lên rồi con đòi người ta mù. Cái đó là mình vô lý đó. Yeah, cái đó là vô lý. Người ta đứng trước mà. He was there first. No, I was there first. Đó, bậy, cái đó là bậy. Cái nào con đúng mày nói đúng mà cái nào con sai mày nói sai. Người ta đứng đó trước rồi tự nhiên con đi lên cái con nói con bắt người ta đi xuống là sao? Đúng không? Đúng không con? Nó nhớ anh nói đúng không kìa con. Đi con, thấy chưa? Đi. This way. Đi kiếm bé đó đi. Nó nói mẹ con đang chơi trốn tìm với con bé kia. Nó cũng 3 tuổi mà con cũng 3 tuổi. Mà bây giờ nó trốn đi đâu mất tiêu rồi. Bây giờ con đi kiếm nó mà gần chết luôn. Nó trốn giỏi quá. Nói vậy là được đời nó không. Rồi sao mày? Nó hỏi mẹ thấy con bé đó không? Nó trời đất ơi con chơi với con bé nào nguyên nghe. Này là nguyên đám trong đây mày có biết bé nào đâu. Mà con hỏi mẹ cười coi chừng anh trúng con á. Trời anh chơi hay ghê chưa. Trời anh. No running. Rồi con đi kiếm bé đó đi. Con biết tên nó không?
Mom, I think. Không, bởi vậy trước khi con chơi với ai con phải hỏi tên người ta để con kêu người ta cho đúng, phải không? I'm too tired. Hả? I'm too tired. Can you find her? À, con mệt quá hả? Đi lại anh kia xịt nước cho mát kìa. Đi lại anh kia xịt nước cho mát. Đi lại anh kia xịt nước cho mát. Đi. Yeah. Đó, lại đằng đó là xịt nước này đây nè. Xịt nước này nè. It's over here. Ooh, it's dirty. Chạy đi, come here. Come over here. That's water. No. Không muốn hả? Ok. It's water. Hả? It's It's a blip in my head. Đúng rồi, nước nó xịt lên đầu con á. Yeah, in up sky. Đúng rồi, ở trên trời, đúng rồi. Hay ghê. Hey, cô chú ơi, đi chơi về là bắt đầu ăn cơm nè cô chú nè. Ăn cơm với thịt mẹ kho nè. Đổ, sorry, để mày lụm. Chụp xuống cho con. Ăn cơm về là ở gì đó chơi về là được ăn cơm. Cơm nguyên một chén cơm luôn cô chú. Vả ghê không? Hôm nay chơi vui lắm, mẹ dẫn đi hai công viên luôn hả chay ha? À hả? Dẫn con đi hai công viên luôn, mà cái công viên thứ hai mẹ mới quay cho cô chú coi thôi ha. Dạ. Con vui không? Con dạ con vui mẹ. Con vui. Con vui, con khi mà mẹ dẫn con chơi đi chơi vui con phải nói như sao? What? Nói cái gì hả? Con nói con cảm ơn mẹ. Đã dẫn con đi. Con chi mẹ. Đúng rồi, tại vì mẹ dẫn con đi con mới được đi chơi đúng không? Thì mình phải cảm ơn mẹ mình chứ. Rồi chút nữa cái A Trì về cái mình chơi với A Trì đó là hết ngày, con thấy không? That's enough. Tự đút đi. I want that anymore. Trời, đập liền. Phải ăn cho hết chứ, con nhớ không ăn hết là bữa mẹ cho con coi là không ăn hết là bị gì không? Nhớ không? Đó, mình không có được bỏ phí đồ ăn ngồi dậy, cố lên. Đúng rồi, không ăn hết là sẽ bị cái gì ta, sợ quá. Đúng rồi, cố lên con. Còn có chút xíu à, thấy không? Đó. Yeah, chay đang ăn đồ ngon lắm á ba. Trời ơi, áo chay mẹ mua cho chay là có cái con hươu cầu cổ nè, có con ngựa vằn nè. Ủa cái này là gì hả? Gì hả? Uống nước vô đi. Con này gì đây? What is this, daddy? Rồi, hả mẹ? Đâu có. Biết rồi, ăn đi. Giỏi, đúng rồi. Thấy chưa con? Bây giờ con. À, muốn bự quá hả? Ráng nhai đi con, mẹ lỡ con. Đây, cô chú ơi, chay bây giờ chay đang chay đất sét nè cô chú. Sáng đi múa tối về về chơi đất sét. I didn't clear sét a long time. Hả? À, lâu rồi con không có chơi đất sét lại phải không? Rồi bây giờ con chơi lại cái cảm giác của con như thế nào? Ồ, con Bill đẹp quá. Con coi kìa, nguyên cái đất đóng đằng sau con toàn đồ chơi không kìa. Ê, cái hũ kia mẹ mở ra cho con ăn, con ngồi con múc ăn hết hũ đó cho mẹ coi. Lẹ lên, lấy hũ đó ăn hết cho mẹ. Rinh cái hũ lại đây. Để kế bên. Đúng rồi, múc ăn cho mẹ. Cái đó là chocolate pudding á cô chú. Chocolate pudding so favorite. Ngon không con? Mom, I saw some biscuits. À, con à, nãy mẹ thấy rồi. Nó thấy một cái biscuit, có nghĩa là một đứa trẻ, mà đứa trẻ lớn đó. Không phải là mấy đứa nít giống như nó mà là lớn nó, ấy là nó nói là biscuit. Lâu rồi chưa có, nhưng mà con lâu rồi con mới chơi lại đất sét thì con cảm thấy đất sét như thế nào? To play. À, cũng muốn có em với có chị có em để chơi chung con hả? Trời ơi, tội nghiệp ghê không? Nó xin hoài cô chú ơi, nó cứ xin mẹ, nó mẹ là mẹ đẻ em cho nó chơi đi hoài luôn á cô chú. Mẹ đẻ em cho con nha. Yeah. Con em trai hay em gái? Em trai. Em trai hả? Remember I said sister let's go play. Sao? Sao mà bây giờ muốn em trai hay em gái? Trai với gái. Ờ, trai với gái luôn hả? Vậy xin đôi nha. Một trai một gái cho chay nha. Nhưng mà chay có phụ mẹ giữ em không? Cô phụ mẹ giữ em sao? Con có phụ mẹ là con đi là phụ mẹ là cho em đánh răng nè. Đó, bây giờ mày kể cho con nghe cái quá trình làm chị nha. Con chắc con chưa biết cái quá trình làm chị.
là người ta gọi là làm anh khó đấy đó. Là con làm chị là con phải làm gì? Giúp mẹ cho em ăn nè, cho em bú nè, cho em thay đồ nè, cho em đi pee pee với poo poo nè, cho em đi tắm nè, lau mặt cho em nè, nhường đồ chơi cho em nè, cái gì nữa ta? Nhường cơm, nếu mà mình không có cơm ăn á là mình phải bẻ đôi cái hộp cơm đó ra cho em ăn nè. Rồi mình nhường cho em một miếng thịt nè, mình nhường cho em tất cả mọi thứ luôn. Vậy bây giờ con có chấp nhận có em không? Dạ luôn hả? Con có chấp nhận là nhường cho em tất cả mọi thứ không? Dạ. Trời ơi, đã chưa cô chú? Rồi vậy mà ai mà làm em chơi chắc sướng lắm. Có nhường cho em đồ chơi không? Dạ. Trời ơi, dạ luôn. Có nhường cho em ice cream không? Không mẹ. Thì sao vậy? Play-doh. Nhưng mà có nhường cho em ice cream không? Dạ. Look, ice cream potato. This is... Có nhường kem cho em ăn không? Dạ mẹ. Đúng rồi, có nhường. Rồi có nhường kẹo cho em ăn không? Không, thí dụ như con bây giờ mẹ nói nè, thí dụ như bây giờ con có một cục kẹo, chỉ có một cục kẹo thôi, thì con sẽ cho em ăn hay là con ăn? Chịu ăn. Hả? Con chịu ăn. Con chịu ăn là sao? Là hai đứa cùng ăn á hả? Là sao không hiểu? Bây giờ có một cái cục kẹo đó, là bây giờ con em nó đòi ăn là con phải cho em ăn cục kẹo đó, con không được ăn cục kẹo đó, hiểu chưa? Vậy giờ con muốn có em đó không? Muốn không? Ok. Are you sleep? Không, ai Trì chưa đi học về. Ai Trì giờ này chưa đi học về đâu. Giờ này còn sớm quá, chưa Trì chưa về đâu con. Tới khoảng 6-7 giờ ai Trì mới đi học về. 5-6-7 giờ mới ai về. Bây giờ mẹ nghĩ là con nên đi ngủ nè. Ngủ no. Rồi ngủ rồi chừng nào tới ai Trì ngủ rồi chừng nào cái ai Trì về là ai chơi chơi với ai Trì. Hồi sáng này là con dậy sớm quá nên là bây giờ con cần được đi ngủ. No. I want to go chứ giờ muốn đi đâu? Muốn đi đâu? Có chắc đập con này quá nè, nó giỡn mặt dữ lắm nè. Ai đi lại lụm cho mẹ cái gargle rớt dưới đất kìa. Gargle lại lụm cho mẹ ai? No. Ủa sao cây giấy? Sao cây giấy? Hả? Sao cây giấy? Này đó sao hay thế này? Giỡn mặt hả cháy? Đi ra lụm cho mẹ cái gargle. Vậy thôi đem dục cái gargle luôn đi. Đem dục thùng rác luôn. Không lụm thôi đem dục thùng rác. Đem dục thùng rác nha. Yeah. Rồi thôi thôi đứng lên mẹ dục thùng rác. Rồi đi ra lụm cho mẹ lại lên. Không ấy là không có được, không có đồ bơi luôn á, không có kiến để bơi luôn á. Bước xuống lại đây. Thôi mệt quá. Đúng rồi, lụm lên, lụm lên. Biến chúa tẩy làm biến. Ôm cô chú hả? À, ôm cô chú hả? À. Cho ôm cô chú vô lòng. Ôi đất ơi. Rồi đứng lên, đứng lên. Nó bà trận nè, nay bà trận nè.